Linkley, tôi có thân hình con gái, nhưng giọng hát con trai. Linkley cho biết chi phí để cô phẫu thuật toàn bộ là 1 tỷ đồng, nữ ca sĩ muốn tiếp tục phẫu thuật để giọng nói nữ tính hơn. Bất chấp một số bình luận trái chiều về ngoại hình, Linkley vẫn tự tin xuất hiện với mái tóc dài, trang phục nữ tính, giày cao gót trong thời gian gần đây. Nhiều khán giả và đồng nghiệp khen ngợi, động viên Linkley sống đúng với con người của mình. Về phía Linkley, nữ ca sĩ tâm sự, tôi thấy mình đang khác biệt, thân hình con gái, nhưng có giọng hát con trai. Tôi đã làm được những điều tưởng như không thể thực hiện được. Chỉ hơn 1 tỷ đồng để phẫu thuật. Linkley là nhân vật được quan tâm thời gian qua, xoay quanh nữ ca sĩ là những tranh luận liên quan đến việc chuyển giới hay ngoại hình. Bên cạnh những lời động viên, khen ngợi ngoại hình của Linkley, giọng ca chuyển giới nhận không ít lời miệt thị xem thường. Trước vấn đề này, Linkley tâm sự cô cũng mong muốn, mô cầu hạnh phúc, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô đã chuyển giới mọi bộ phận cần thiết. Quãng thời gian hơn 30 năm phải gồng mình mệt mỏi đã thực sự kết thúc. Tôi từng nhận được nhiều lời tỏ tình từ con gái, nhưng phải từ chối và cho biết chỉ coi cô ấy như em gái. Làm sao có thể lừa dối trong chuyện tình cảm được, giờ thì tôi đã quen dần với cuộc sống của một cô gái. Như bất cứ ai, tôi cũng mưu cầu hạnh phúc, Linkley nói. Trước những ý kiến cho rằng, Linkley tận dụng chuyện giới tính để gây chú ý, nữ ca sĩ phản hồi, tôi biết mọi người sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng đó là mọi người nghĩ, còn việc chuyển giới của tôi đâu phải bây giờ mới bắt đầu. Tôi thực hiện phẫu thuật chuyển giới từ Tết Nguyên Đán đến giờ, nếu muốn quảng cáo, tôi đâu phải cần chờ đến lúc này. Linkley chia sẻ chi phí phẫu thuật chuyển giới khoảng 1 tỷ đồng. Chi phí khá đắt đỏ bởi cô phải gọt hàm, hạ đường chân tóc, tiền trùng tu tất cả bộ phận trên cơ thể khoảng hơn 1 tỷ đồng, cô nói. Khi được hỏi về việc có thay đổi nghệ danh, ca sĩ chuyển giới trả lời, nghệ danh tôi vẫn giữ, bởi năm 2006, khi đặt tên Linkley, tôi đã muốn hướng đến sự nữ tính. Khi đó, khán giả đọc tên Linkley đã cảm giác đây là một cô gái, chỉ có điều bây giờ Linkley mới được sử dụng đúng với ý nghĩa của nó. Giọng ca không dám tiết lộ cô đã trữ đông tinh trùng để có con sau này. Trước khi chuyển giới, tôi đã chủ động trao đổi với mẹ việc trữ đông tinh trùng. Tôi muốn sau này mẹ vẫn có cháu bé, tôi đã tìm hiểu, đi khắp các bệnh viện để thực hiện điều này, cô cho biết. Muốn thay đổi chất giọng. Mới đây, Linkley phát hành MV đầu tiên với diện mạo con gái, sản phẩm mang tên Không Dám. Cô cho biết khá hồi hộp trong lần trở lại này, bởi đây là một sản phẩm ý nghĩa. Tôi khá lo sợ, mọi người đón nhận thì tốt, còn nếu có nhiều lời chê bai, tôi càng phải cố gắng hơn lần sau, nữ ca sĩ tâm sự. Khi ra mắt, MV được nhận xét là khá đơn giản, nội dung chưa có điểm nhấn. Trả lời vấn đề này, Linkley giải thích, giữa những MV drama xem bị đau não, tôi muốn làm một sản phẩm đơn giản để mọi người vui vẻ. Bài hát được viết từ năm ngoái với những tình cảm thật tôi dành cho một chàng trai kém tuổi mà tôi từng yêu đơn phương, nhờ bạn đó tôi có động lực thay đổi như hôm nay. MV cũng nhận nhiều thắc mắc về việc Linkley vào vai nữ nhưng vẫn hát giọng nam. Ca sĩ chuyển giới cho biết, giọng của tôi vẫn là nam nên để hát nữ tính rất khó. Sau này khi phẫu thuật dây thanh quản, tôi sẽ hát mềm mại hơn. Tôi thấy mình đang rất khác biệt, thân hình con gái nhưng có giọng hát con trai. Linkley tâm sự trong cuộc sống hàng ngày, cô cũng thường gặp tình huống trớ trêu vì sự khác biệt giữa ngoại hình và giọng nói. Do đó, cô cho biết sẽ tiếp tục phẫu thuật dây thanh quản để thay đổi chất giọng. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này của bản thân, nhỡ đâu sau khi phẫu thuật để thay đổi giọng nói, tôi không hát được nữa thì sao? Do đó, ngay lúc này, tôi muốn hát để khán giả nhớ về giọng hát của mình, cô nhấn mạnh. Vừa qua, Linkley xuất hiện ở Thách Thức Danh Hài, cô tâm sự cảm thấy bản thân rất nhạt, chỉ nói những gì mình nghĩ chứ không có khiếu hài hước hiện tại. Tôi cũng rất mong chờ tiết mục đó. Khi tham gia tôi cứ bộc phát, nghĩ sao nói vậy, trước kia tôi phải gồng, cố nói chuyện trầm, nam tính nên không tự tin. Còn hiện giờ khi được sống là chính mình, tôi thoải mái hơn. Tuy nhiên, Linkley thừa nhận hiện tại cô chưa hoàn toàn hài lòng, bởi chân tay còn gân guốc. Phải đợi một thời gian nữa, khi tôi hoàn thiện, có lẽ mới tự tin thực sự, Linkley bộc bạch.